Xin chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại kênh Thanh của Xuân Đỉnh Audio. Và hôm nay buổi trưa ngày 12 tháng 3 thì tiếp tục Xuân Đỉnh lại review những cái sản phẩm mới về để phục vụ anh em mua sắm cũng như phối ghép các cái thiết bị âm thanh nhà mình. Và trong clip này thì Xuân Đỉnh lại giới thiệu đến anh em hai chiếc âm ly đài toàn là những thương hiệu nổi tiếng. Một chiếc Sunsui G4500. Tức là nó còn rất là mới, đây là đang ánh bóng với cái màn hình ở bên ngoài. Và một chiếc âm ly Zenith của Mỹ rất là đẹp. Đấy, mức giá thì nó cũng khá là hợp lý cho anh em chơi. Sau đây thì Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh hướng dẫn anh em cách sử dụng và báo giá cho anh em từng sản phẩm luôn. Đầu tiên thì sẽ quay đến chiếc âm ly Sunsui G4500. Khi quay về cái bộ nội thất bên trong thì anh em có thể thấy rõ là máy còn đẹp như mới, toàn bộ nguyên zin. Dòng này thì chạy 4 xò than xuất âm tụ và tiếng dòng này cũng rất là hay. Với những thương hiệu Sunsui thì anh em cũng biết rồi, nó quá là nổi tiếng. Thì Xuân Đình xin phép là được ngửa cái mặt lên, có hơi thô một chút nhưng cũng rất mong anh em thông cảm để mình sẽ quay được cho anh em chi tiết luôn. Cái phần cái mặt kính của nó này, thì nó là cái đèn màu trắng, nó là màu trắng nên khi quay thì anh em thấy rõ là mình đang ngửa lên trần nhà thôi. Nên là cái đèn màu trắng này nó khi quay thật gần này thì anh em sẽ thấy rõ được này. Sunsui G4500. Dòng này là hàng xuất cho thị trường của Mỹ, FM của nó là full tần số 108, bắt được tất cả các đài Việt Nam. Cũng như Xuân Đỉnh đang bắt FM đây. Toàn bộ cái phần mặt của nó thiết kế thì khá là đẹp. Và những dòng Sunsui này thì nó quan trọng nhất là hai cái cạnh này. Cái cạnh này thì nhiều những con hay bị bạc, nhưng mà riêng cái chiếc âm ly 4500 này thì nó đẹp và còn rất là mới. Đấy. Còn ở phần mặt, mặt của nó là mặt phai nhôm xước, các núm của nó cũng rất là đẹp đây, anh em có thể thấy rõ này. Núm nó rất là bóng và mới, cái thiết kế cái núm này cũng như cái bóng xước ấy. Đấy. Tổng quan dòng này thì nó thiết kế theo hơi hướng của châu Âu cho nên là nó thiết kế các cái núm đối xứng nhau, nhìn nó rất là sang trọng. Size của nó là size 43. Ở đây phím bật tắt nguồn thì nó bằng volume này, xoay này. Tắt nguồn này. Đấy. Bật lên mà Xuân Đỉnh đang đánh như cầu V. Hôm nay thì nó không chỉ có công suất là hơn 100W thôi, nhưng những dòng này đánh rất là hay, ghép phù hợp với những dòng loa cổ, loa Boxell Phát 2530, dòng này đánh rất tốt, tiếng rất là tuyệt vời. Có chỉnh bass jack đầy đủ trên máy, có now notes, ba lăng là cân loa volume, bên này là núm tuning là giò đài ấy. Đây. Đấy. Còn khi chuyển sang FM thì ở đây quay sang AM, vừa đây là FM rồi, bây giờ quay sang AM thì xoay sang AM đây thì mình sẽ dò cho anh em. Tất cả các chức năng đài đóm đều hoạt động rất là tốt. Còn nếu như anh em nghe nhạc qua đường AUX thì chỉ cần xoay sang AUX thôi. Đây. AUX này. Rất khỏe nhá, nhích một hai số. Một chiếc âm ly cực đẹp và cái mức giá của nó thì cũng rất dễ chịu cho anh em. Sunsui G4500. Xuân Đỉnh đang bán cho anh em với mức giá là 6 triệu 500 nghìn đồng. Hoạt động hoàn hảo hết quý vị nhé. Sang bên này thì đấy, nó có cái đường vừa Xuân Đỉnh đang test cho anh em về đường AUX đấy. FM, FM, AM hoạt động tốt. Phono dành cho đĩa than. Và con này nó có một cái đường táp cũng là đường vào nữa. Tức là riêng trên âm ly này có hai đường vào, đường táp và đường AUX. Để anh em cắm qua thiết bị bên ngoài. Còn FM mô tinh khi em ấn vào thì nó mới có tiếng sôi. Đấy. Đấy. Còn nếu nhả ra thì nó không có tiếng sôi nữa. Đấy. Và ấn nó vào để anh em biết để dò đài thôi. Còn cái núm mixing này là của mic thì cái này không quan trọng này. Đấy là tổng quan trên một chiếc âm ly đài mà Xuân Đỉnh vừa giới thiệu cho anh em. Độ đẹp thì quá xuất sắc rồi. Máy móc nội thất bên trong còn rất đẹp. Đây là cái phần vỏ. Vỏ cũng còn nguyên zin. Các cái cạnh nó chỉ có mỗi đằng sau này nó hơi chảy một tí 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 phía đằng sau. Còn luôn là mặt mấy cả nắp thì không không có điểm chê rồi. Đấy. Một chút xíu cạnh sau.
Size của nó là size 43, sử dụng điện 120V, anh em có thể cắm điện 100 hoặc 110. Mức giá là 6 triệu 500 nghìn đồng. Hàng chất bãi còn nguyên zin, không có tút tát mông má gì cả. Tiếp theo nữa thì sang bên này, đây là một chiếc Omni của Mỹ, model của nó là Zenith MC7031. Thì trước khi đến phần chi tiết thì xin phép anh em cho mình mấy giây để đấu dây loa sang test cho nó tiện. Những cái dòng này thì nó khá là hiếm trên thị trường. Đây, chúng ta sẽ quay trở lại chiếc Omni Zenith của Mỹ mà Xuân Đỉnh đang chuẩn bị giới thiệu. Size của nó là size 46, cũng có vỏ gỗ còn khá là đẹp. Nguyên zin, không có tút tát mông má gì cả. Nhưng độ đẹp mà Xuân Đỉnh đang lựa chọn cho anh em là hàng toàn là những mặt hàng rất là đẹp thôi. Đây cũng xin phép là sẽ ngửa chiếc Omni này lên để cho anh em nhìn thấy cái phần mặt của nó. Tổng quan mặt của nó thì nó không phải là màu trắng tinh, nó cũng không phải là màu 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 vàng, mà nó là màu gọi là ngà ngà màu lông chuột. Đấy. Đây là một chiếc âm ly đài Zenith khá là hiếm trên thị trường, model của nó là MC7031. Size của nó là size 46, còn rất là đẹp. Trước khi test thì sẽ quay cho anh em xem về nội thất trước. Dòng này thì cũng chạy 4 giò than nhí xuất âm tụ. Đây. Anh em có thể thấy rõ riêng mạch máy độ đẹp thì quá long lanh rồi. 4 giò than nhí xuất âm tụ. À, tất cả các phần bóng đèn của nó cũng còn nguyên zin. Và cái phần đèn khi anh em thấy tắt bật này. Đấy. Vì quay bằng cái hiệu ứng điện thoại cũng như ban ngày thì nó sẽ sáng hơn. Nên anh em sẽ có thể là nhìn nó không được rõ lắm, nhưng mà nếu như vào buổi tối mà khi mình bật điện ấy, thì những dòng này nó rất là đẹp. Đây thì là cầu loa. Sau đây thì Xuân Đỉnh sẽ test cho anh em bằng đường AUX trước này. License ticks and rats with fleas, no matter of disease. Dòng này thì nó rất là đặc biệt, đó là cái các cái phần chữ này, cầu loa AB, A cộng B. Dòng này thì chạy 4 xà than xuất âm tụ, có dòng hai filter anh em nhả nó ra thì cái phần bát tép Now 2 này là giảm tần số của bát tép, mono sitte để sitte, có chỉnh bát check đầy đủ trên máy. Monitor cũng là đường vào thôi. Nếu như anh em sử dụng thì ấn vào, không sử dụng thì nhả ra. Thì có đường tạm, đường monitor, chiếc đường tạm này. Với đường AUX là đường vào. Còn AM/FM thì anh em sử dụng thì sẽ xoay sang. Ví dụ đây đang xoay AM này. Thì đây là AM này, khi xoay sang FM thì cũng như vừa đây Xuân Đỉnh vừa giới thiệu ở chiếc Mi sân xui thì anh em phải ấn cái này vào nó mới có tiếng sôi. Đấy, bắt đầu anh em dò đài. Nói chung là đài đóm của hai chiếc này đều bắt rất là tốt, nhưng vừa rồi Xuân Đỉnh hơi vội vàng nên cũng chưa kịp nắp dây anten ở phía đằng sau, nhưng đã test tiếng nó cực kỳ là trong, hoạt động rất là hoàn hảo. Sau đây thì Xuân Đỉnh sẽ chỉ cho anh em cách dùng cũng như hướng dẫn anh em cách sử dụng luôn. Đầu tiên là phím bật tắt nguồn cầu loa AB. Đấy. Mono sitte thì để sitte. Now filter, now 2 này là giảm tần số của bát tép thì anh em phải nhả nó ra, có chỉnh bát check đầy đủ. Đường tab là đường vào. Đấy, cái đường FM flat này, FM muting. Nếu như anh em ấn vào thì nó khi mà bật FM nó có tiếng sôi thì anh em dò đài nó dễ hơn. Có nó nốt này, ba lăng volume. Đây là chọn kênh và trên cùng là nút dò đài. Mặt của nó riêng cái phần kính đèn quát thì nó rất là to. Tất cả các núm nút này nó còn rất đẹp và bóng. Đấy. Hình thức thì rất là mới. Size của nó là size 46.
mức giá cũng là 6 triệu 500 nghìn đồng. Hai chiếc này có mức giá là tương đương như nhau, nguồn sắt xi vàng óng luôn. Và mở những chiếc máy ra nó còn thơm phức, đúng mùi bãi, mùi Tây, chứ nó không giống như hàng nội địa của Nhật mới đâu. Anh em thấy thấy rõ đằng sau này, các cái đường vào đấy, anh em sẽ cắm qua đường AUX và đường TAP thì cắm vào đường IN. Bên là thông số cầu loa AB. Con này sử dụng điện là 120V, công suất max của nó là 200W. Đóng suất âm tụ của tiếng rất là hay. Và anh em sẽ chơi rất tốt những dòng loa Nhật Bass 2530 thì ghép với những dòng này đánh rất là tuyệt vời. Đặc biệt là những dòng loa cổ hay loa toàn giải thì những dòng này đánh rất là hay này. Và đây là chiếc Romney của Sơn Sui. Đấy. Điện 120V. Công suất 130W. Cắm đường AUX và đường TAP thì cắm đường Play. Đây là cổ loa AB. Anh em có thấy cái độ mới của hai chiếc Romney chưa? Rất là tuyệt vời nhé. Mức giá thì như nhau, hai chiếc này đồng giá là 6 triệu 500 nghìn đồng một chiếc. Toàn là những chiếc Romney đáng chơi, đáng sưu tầm. Và như vậy là trong clip buổi trưa ngày 12 tháng 3 thì Xuân Đỉnh giới thiệu cho anh em hai chiếc Romney đài. Chi tiết và giá có báo sẵn trong clip. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội, số điện thoại 0395 727 582. Tất cả những sản phẩm này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.